xử lý nội bộ và đúng quy trình. Bổ nhiệm đúng quy trình, đấu thầu đúng quy trình, khen thưởng đúng quy trình và kỷ luật cũng đúng quy trình. Giờ đây, nếu cái cụm từ đúng quy trình đang như một hội chứng vô can, thì cụm từ xử lý nội bộ lại giống như một lá bùa thoát tội. Từng có không ít những tội hình sự đã được giải cứu bằng bốn từ thần chú xử lý nội bộ, mà gần đây một vụ việc đã đứng trước nguy cơ như vậy, đó là vụ bán hơn 800 giấy phép đưa tên các sản phẩm không đủ tiêu chuẩn và bản phụ lục sản phẩm để được lưu hành tại Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng Thủy sản, Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Theo phản ánh của phóng viên, các sản phẩm này của doanh nghiệp không cần phải đi qua khâu kiểm tra, xác minh chất lượng mà chỉ cần bỏ ra 2 triệu đồng cho tiền môi giới, 5 triệu đồng một sản phẩm để trả cho giám đốc trung tâm là nghiễm nhiên có tên trong danh sách lưu hành. Như vậy, với hơn 800 sản phẩm, mỗi sản phẩm có giá 7 triệu đồng, tổng số tiền bán giấy phép lên tới gần 6 tỷ đồng. Tuy báo cáo của đoàn thanh tra đánh giá sự việc khiến người dân nói chung và người nuôi thủy sản nói riêng mất lòng tin vào các cơ quan quản lý nhà nước nói chung và Tổng cục Thủy sản nói riêng, các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các sản phẩm này có thể bị thiệt hại rất lớn nếu đã đầu tư vào sản xuất, kinh doanh các sản phẩm này khi cơ quan quản lý nhà nước thực hiện thu hồi các văn bản trái luật nêu trên. Đặc biệt, chỉ với 3 bản phụ lục được ký khống và 2 công văn được xây dựng và ban hành trái quy định, hơn 2 năm qua, hơn 800 sản phẩm trong lĩnh vực thủy sản đã vô tư lưu hành trên thị trường mà không bị cơ quan chức năng nào phát hiện thì không thể nói khác, đây là vụ việc rất nghiêm trọng. Thế nhưng, về hình thức xử lý thì cách đây chưa lâu mới chỉ dừng ở mức các cá nhân bị tố cáo và các cá nhân được phát hiện trong quá trình xác minh tố cáo được yêu cầu thực hiện tự kiểm điểm trách nhiệm cá nhân tại đơn vị công tác và trước hội đồng kỷ luật công chức viên chức của Tổng cục Thủy sản, tức là nó hoàn toàn có thể đưa vào danh sách vàng xử lý nội bộ. Song giờ đây, nếu có vi phạm pháp luật chắc chắn sẽ không thể xảy ra xử lý nội bộ. Lý do, tại buổi làm việc giữa Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ với Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn ngày 21 tháng 11, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng cho biết, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu làm rõ việc Trung tâm Khảo nghiệm, Kiểm định Nuôi trồng Thủy sản làm giả hơn 800 giấy lưu hành sản phẩm thức ăn chăn nuôi và sản phẩm xử lý cải tạo môi trường. Nếu vi phạm pháp luật phải khởi tố chứ không phải xử lý nội bộ, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ khẳng định. Ông Nguyễn Văn Việt, Chánh Thanh tra Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cũng cho biết hiện vụ việc này đã được Bộ Công an báo cáo Thủ tướng và trong thời gian gần nhất sẽ khởi tố vụ án. Đây là việc làm hợp lý nhưng lại rất đáng mừng. Nói hợp lý bởi thực chất nó là vụ án hình sự với số tiền lên tới hàng tỷ đồng do những người có chức quyền, quyền hạn lợi dụng thực hiện, và như thế vụ việc được khởi tố là hoàn toàn hợp lý. Tuy nhiên, nó đáng mừng ở chỗ nếu không có sự chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và cụ thể Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình trực tiếp làm việc giao Bộ Công an xác minh nếu vi phạm sẽ khởi tố, điều tra, xử lý thì hoàn toàn có thể vụ việc sẽ lại xử lý nội bộ. Không có chuyện hai thanh niên ăn cắp 2 cái bánh mì trị giá 45.000 đồng thì bị khởi tố, tạm giam, còn quan chức bán 800 giấy phép khống trị giá 5-6 tỷ đồng thì xử lý nội bộ. Mong rằng rồi đây vụ việc sẽ được xét xử nghiêm minh, đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, hợp tình, hợp lý, hợp lòng dân. Và mong hơn nữa, cụm từ xử lý nội bộ sẽ không còn được sử dụng như câu thần chú, bùa ngải, trấn yểm, bảo hộ cho những tội danh hình sự, phải không các bạn?